thưa quý vị và các bạn, trong bất cứ quy trình hoạt động sản xuất công nghiệp nào, việc đảm bảo môi trường an toàn luôn là điều bắt buộc với doanh nghiệp. Với quan điểm chỉ đạo nhất quán không đánh đổi môi trường lấy sự phát triển, tỉnh đang chỉ đạo các ngành hữu quan tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật về môi trường. Doanh nghiệp phải thực sự đảm bảo an toàn mới được tiếp tục sản xuất. Nội dung này sẽ được đề cập ở phần sau của chuyên mục. Mở đầu là những thông tin nổi bật trong tuần qua. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Tại kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng định hướng về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng Lào Cai vẫn là điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội trong khu vực, thể hiện ở các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cao hơn so với cùng kỳ, trong đó có tốc độ tăng trưởng GDP, giá trị sản xuất công nghiệp, số thu ngân sách, kim ngạch xuất nhập khẩu. Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn như sự hài lòng của người dân doanh nghiệp chưa đáp ứng được hoàn toàn. Hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, đặc biệt là trong khai thác khoáng sản, thủy điện, môi trường, cải cách hành chính cần có sự quan tâm điều hành tốt hơn. Về quan điểm chỉ đạo điều hành trong những tháng cuối năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất không điều chỉnh giảm các chỉ tiêu và có mục tiêu phân đấu cao hơn. Bên cạnh đó, trong quá trình phát triển, Lào Cai luôn đặt mình trong mối quan hệ của vùng, của cả nước và đối với tỉnh bạn Vân Nam Trung Quốc. Về công nghiệp, chú trọng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp sạch, giảm dần tỷ trọng khai khoáng, sản xuất hóa chất và gia tăng phát triển logistics kinh tế cửa khẩu. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và tập đoàn TNT vừa khởi công xây dựng dự án nhà ở thương mại và các công trình hỗn hợp dịch vụ. Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án là hơn 4.000 tỷ đồng. Dự án được xây dựng tại trung tâm khu hành chính đô thị Lào Cai Cam Đường với diện tích là gần 7,7 hecta, thuộc địa phận hai phường Bắc Cường và Nam Cường. Tại đây sẽ xây dựng hai công trình chung cư thương mại dịch vụ cao 17 tầng. Một công trình hỗn hợp dịch vụ cao 45 tầng, cùng 115 căn shop house và 32 căn liền kề, cao tối đa 5 tầng. Dự án cũng tích hợp các dịch vụ tiện ích hiện đại như trung tâm thương mại, trung tâm tổ chức sự kiện, phòng chiếu phim, bể bơi, khách sạn đạt chuẩn quốc tế. Dự án được đánh giá là tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở đa năng hiện nay, quy mô với tòa tháp cao 45 tầng, cao nhất khu vực Tây Bắc hiện nay. Trước đó vào tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và tập đoàn TNT đã ký kết chương trình hợp tác trên 4 lĩnh vực là bất động sản, thương mại dịch vụ, logistics và thể thao. Tỉnh Lào Cai cam kết với phương châm doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển, luôn đồng hành tạo thuận lợi để tập đoàn TNT triển khai đầu tư các dự án nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ngay sau khi xảy ra sự cố lật xe container làm tràn hóa chất ra đường tại khu vực xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các giải pháp xử lý môi trường. Hiện nay, các ngành chức năng cùng chính quyền địa phương đang phối hợp trong việc ra soát hiện trạng tài sản hoa màu của các hộ dân trong khu vực để theo dõi mức ảnh hưởng, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Đây là khu vực km 2-100, tỉnh lộ 151, khu vực xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, nơi xảy ra sự cố đổ xe container, làm tràn khoảng 1 mét khối axit phosphoric thực phẩm tràn ra bề mặt đường trong sáng ngày 11 tháng 7. Ngay sau khi xảy ra sự cố, các lực lượng chức năng đã được huy động, khẩn trương tiến hành quanh định, bay chắn, dùng vôi bột trung hòa axit, không để lây lan rộng ra ngoài môi trường. Doanh nghiệp có lái xe để xảy ra sự cố cũng đã huy động trên 60 công nhân tiến hành nạo vét bùn đất, thu hồi toàn bộ lượng axit đã tràn ra đường. Đồng thời cam kết sẽ tiến hành hỗ trợ nếu làm ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Tượng axit thất thoát ra ngoài môi trường sau khi công ty đo đạc là 1,5 tấn. Công ty cũng đã mời các cơ quan chức năng xuống kiểm tra đánh giá ảnh hưởng. Công ty sẽ đồng hành cùng bà con khắc phục những cái hậu quả nếu gây ra cho bà con sinh sống ngay tại khu vực xe container lật, làm tràn hóa chất ra cống trước nhà. Điều mà anh Phạm Thành Long cùng nhiều hộ dân khác trong khu vực này mong muốn sớm có kết quả xác định tác động sự cố tới nguồn nước sinh hoạt và môi trường sản xuất chăn nuôi. Bây giờ là gia đình tôi đang ăn nước giếng thì trước tiên là một là phải xem cái khắc phục thứ nhất là về cái vấn đề nước ăn uống và sinh hoạt và những cái hàng cây xanh dọc theo ven đường hàng cây xanh và cây ăn quả. Chúng tôi lo là nguồn nước thứ nhất là nguồn nước ăn đấy bây giờ chúng tôi là nhờ là các ban ngành rồi môi trường để là xem xét để giải quyết giúp đỡ người dân chúng tôi trước những băn khoăn lo lắng của người dân, chính quyền địa phương đã tổ chức giả soát hiện trạng tài sản, hoa màu của các hộ dân trong khu vực để theo dõi mức độ ảnh hưởng. ngành Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành quan trắc và lấy mẫu giám sát chất lượng môi trường nước mặt và nước ngầm làm cơ sở để xử lý các bước vi phạm. ghi nhận lại cái hiện trạng tại thời điểm xảy ra sự cố cũng như là theo dõi cái tình hình uh, ảnh hưởng của uh, sự cố đến các cái cây trồng cũng như là môi trường trong cái khu vực. Còn về góc độ chuyên môn uh, sở thì chúng tôi cũng đang tiếp tục theo dõi về đánh giá cái cái uh, thành phần chất lượng môi trường có thể uh, có thể bị ảnh hưởng tác động của cái sự cố gây ra. Theo nhiều người dân sinh sống trên tỉnh lộ 151 có phản ánh, hàng ngày có rất nhiều phương tiện chở hàng hóa ra vào khu công nghiệp Tăng Lỏng. Chính vì vậy, việc tăng cường công tác quản lý giám sát chặt chẽ tốc độ và tải trọng của các phương tiện vận tải cần phải được giám sát chặt chẽ, tránh để những sự cố đáng tiếc xảy ra. Khu công nghiệp Tàng Lòng hiện là khu công nghiệp luyện kim màu lớn nhất của cả nước. Với chủ trương kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế. Thời gian qua tỉnh đã xử lý nghiêm các nhà máy có vấn đề về môi trường tác động đến đời sống dân sinh. 16 trạm quan trắc môi trường tự động như thế này đã được đầu tư lắp đặt tại các vị trí trọng yếu, được kết nối trực tiếp đến điện thoại của các tổ chức cá nhân có liên quan để tăng cường giám sát, quản lý hoạt động sản xuất của các nhà máy. Tỉnh cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất trong đấy là phải đầu tư đồng bộ các hệ thống về xử lý nước thải, rồi hệ thống quan sát về không khí cũng như là về nước thải online liên tục để cơ quan quản lý nhà nước theo dõi để quản lý, đặc biệt là cũng có những cái chấn chỉnh nếu như mà phát hiện những cái sai phạm. Ngoài hai nhà máy xử lý nước thải tập trung tại Tàng Lỏng, tỉnh cũng yêu cầu tất cả các nhà máy tại các khu cùng công nghiệp khác phải hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng, thiết bị xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại. Đồng thời phải trích 10% lợi nhuận kinh doanh cho công tác bảo vệ môi trường. Chi nhánh Đồng Lào Cai cũng đã thực hiện tất cả những cái quy định về pháp luật, đặc biệt là xử lý khí khói môi trường cũng như nước thải. Thì ở đây thì chi nhánh đã thực hiện đưa các hệ thống xử lý khí dư và xử lý khí đuôi để thực hiện vào nhằm đảm bảo được cái chỉ tiêu theo quy định của nhà nước và đến nay thực hiện khí thải môi trường dưới 100 ppm đây là một cái con số mà có lẽ rằng là rất là khó để thực hiện thế nhưng mà chi nhánh đã thực hiện rất là tốt cái điều này và đến nay là khí thải môi trường so 2 ra môi trường đảm bảo dưới 100 ppm về nước mặt thì chi nhánh đã thực hiện nâng cao cái hệ thống xử lý khí nước mặt xử lý nước mặt để đảm bảo cái nước thải ra môi trường là đảm bảo theo yêu cầu quy định của nhà nước và đặc biệt là nước trong nhà máy thì là dùng để quay vòng sản xuất chứ không có thải ra môi trường. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục xác định: Công nghiệp là nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững, từ đó khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương. Chú trọng phát triển hiệu quả chế biến sâu khoáng sản, công nghiệp vật liệu, công nghiệp phụ trợ. Đồng thời nghiên cứu phát triển công nghiệp tạo việc làm cho nhiều lao động như gia công, điện tử, may mặc. Cùng với nỗ lực không ngừng tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát và kiên quyết xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Chuyên mục công thương kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.